và các bản kênh xe phong cách 24 giờ. Korsky Z1000-2017 chính thức ra mắt với hai màu mới đầy ấn tượng. Bên cạnh phiên bản Z1000A Edition 2017 với nhiều trang bị hàng hiệu, thì mới đây hãng mô tô hàng đầu Nhật Bản lại tiếp tục giới thiệu phiên bản mới cho chiếc Z1000-2017 tiêu chuẩn. Ở phiên bản mới này, mẫu Nikkei Z1000 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với người tiền nhiệm, vẫn mạnh mẽ và hầm hố với ngôn ngữ thiết kế Tsugumi đặc trưng, nhưng sẽ ấn tượng hơn với những trang bị bổ sung thêm hai màu mới ở phiên bản là màu xám kim loại kết hợp với màu xanh lá và phiên bản màu Candy Bus Orange màu cam kết hợp với màu xám kim loại. Cả hai phiên bản này thì được có điểm nhấn chung là bộ tem chữ Z to nằm bên cánh gà. Trái tim của Z1000-2017 vẫn là khối động cơ 4 xi lanh DOHC dung tích 1043 phân khối, làm mát và dung dịch, sinh ra công suất tối đa 142 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng phút. Moment xoắn ngược đại 111 Nm tại vòng tua 7.300 vòng phút. Cùng với đó là hộp số 6 cấp. Ngoài ra phiên bản mới này của động cơ đã được nâng cấp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Bên cạnh đó, hệ thống EQ cũng được tùy chỉnh lại nhằm giúp Z1000 vận hành chân chung hơn và tăng tốc tốt hơn. Bên cạnh đó, xe sở hữu kích thước dài nhưng rộng nhưng cao, 2045x790x1055mm, chiều dài cơ sở 1435mm, chiều cao yên xe 815mm, khoảng sáng dầm 125mm. Xe sở hữu trọng lượng không tải 221kg và được trang bị bình xăng có dung tích 17 lít. Hệ thống treo sau chiếc Z1000-2017 vẫn đến phuộc monoshock, còn phuộc upside down 41mm cho phía trước. Cả hai phuộc đều được tùy chỉnh cho nhu cầu người sử dụng. Lực hãm xe bắt nguồn từ phanh đĩa kép ở phía trước có đường kính 310mm, cùng với đó là heo dầu 4 bit. Phanh đĩa đơn phía sau có đường kính là 255mm. Hệ thống chống bó cứng ABS được trang bị tiêu chuẩn cho chính Z1000-2017. Có thể mẫu Kawasaki Z1000 ABS 2017 chính thức được trình làng trong sự kiện ESMA sắp tới tại Ý, và giá bán chưa được chính thức công bố. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.